Alo, xin mến chào toàn thể các bác và 500 anh em. Hôm nay là ngày 13 tháng 10, tức là 27 tháng 8 âm lịch. Thì hôm nay em cũng tranh thủ lên cho các bác một lô máy cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và có cả cưa xích 2 thì. Hôm nay thì em nên tổng được 15 cây. Tranh thủ lên được 15 cây cho các bác. Có các dòng như có Hitachi, có Makita, có Shinawa và Echo, Maru và có Komatsu, cưa xích Ryobi. Đó. Các bác mua hàng thì nói chung là bên em cũng cảm ơn các bác rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ bên em rất nhiệt tình. Nói chung là nên lô nào thì các bác cũng ủng hộ lô đấy rất nhiệt tình. Trong thời gian xem video thì các bác cũng rảnh tay thì ấn đăng ký kênh bên em. Nói chung là khi nào có hàng những cây máy mới về, cây to đẹp thì các bác ưng ý thì chốt đầu tiên, thấy giá ok là chốt đầu tiên. Nhiều bác thì kiểu lỡ mất những lô về sau, nhiều bác cứ xem muộn thì người ta đã chốt mất rồi. Đó. Người khác đã chốt rồi. Các bác nhớ đăng ký kênh. Còn những ai mà thấy ủng hộ thấy quý bên em thì cho em xin một lượt like và lượt chia sẻ lên YouTube hoặc lên Facebook hoặc là Zalo cho anh em và bạn bè. Bên em thì thể lệ mua bán thì cũng như tất cả mọi video trước. Bên em thì tặng đủ 4 món cho các bác, tặng đủ 4 món. Bên em thì có tặng có bát cước này, có lưỡi nhật này, lưỡi vuông này, có dây đeo này, dây nhật và dây thường này, có tip mở buri này. Bác nào lấy tất cả 4 món, bác nào lấy gì thì cứ khi nào lấy hàng chốt đơn, nói chung là chốt bên em. Em sẽ quay tất cả từng cây máy một, các bác quay từ A đến Z. Nói chung là bây giờ lổ thì em rất là khó là lổ được. Em sẽ quay qua sơ qua và giới thiệu lòng ni và chi tiết máy. Bác nào ưng ý cây nào thì em sẽ test lổ qua Zalo thật chi tiết để các bác nói chung là ưng ý rồi chốt và đặt cọc luôn giúp em. Đấy, cọc luôn để em sẽ gửi về tận nơi các bác kiểm tra đúng hàng, nhận hàng, đấy, sử dụng. Thể lệ bên em buôn bán bên em là nói chung là mua bán bên em là như thế. Đấy. Bên em thì chế độ bảo hành hay như nào thì các bác cứ yên chí về chế độ đấy, cứ em rất giữ liên lạc từ đầu đến cuối các bác. Bên em thì hôm nay có em sẽ lên cho các bác từ cây B, hôm nay là thứ 3 thì em sẽ lên cho các bác là cây B. 3 là B, B1, B2 đến cái B15. Đấy. Có từ nòng 32 cho đến nòng 36, 37, 38. Đấy, còn kia khá là lớn cho bò. Hôm nay thì các bác nói chung là hôm bữa trước em lên một cây Estin cho các bác về tự dọn thì các bác rất thích. Hôm nay thì em có một con bãi này. Con này con Hitachi bãi. Đấy, từ đầu đến cuối thì rất là đẹp nhưng mà mất cái là mất nửa mới mất vỏ các bác nhá. À, mất nửa rồi. Vậy bác nào nói chung là rành, nói chung là quen tay thì sử dụng, nói chung là về kiếm đồ kiếm mấy con cục nửa lại rồi thay thế là làm ok thôi. Đấy, bên em thì em bán rẻ cho các bác về các bác để tự sửa chữa, nói chung là tìm tòi đấy. Đấy, con này thì em để cho các bác B1, con này có B1 nhé, để cho các bác giá 600.000 nhé, về các bác tự tìm tòi. Đấy, không bảo hành nhé các bác, không bảo hành. Đấy, vỏ tiếc thì em sẽ kiếm tím nữa ra bãi lấy vỏ để cho các bác lắp vào. Đấy, B1 Hitachi, con này là Hitachi nha các bác, Hitachi giá 600.000. À, con này là 23cc. Tiếp theo nữa là con B2. Con B2 là con này là con Hitachi xanh. Con này là Hitachi xanh, con này là nó là 22cc, buri đứng. Con này thì xài chế One Roll các bác nhé, chế One Roll. Nó có chế One Roll mà nó là nói chung là đấy, có chữ One Roll ở bên kia. Đấy, chữ One Roll. Con này thì được cái là nó buri đứng này và chế One Roll này, nói chung là nó khá tầm vừa cho các bác sử dụng gia đình. Còn lại nó xài chế tự kéo tự nhả nhá. Đấy, chắn cỏ rin nguyên bản, còn rin quả Nhật nhá. Đấy, công tắc rin. Con này thì giá của nó là 32 ly, giá 1.200.000 B2 nhá, giá 1.200.000. Nổ cực kỳ gắt các bác, con này nổ gắt lắm. Siêu gắt luôn. Nòng nó 32 ly. B2 giá 1.200.000 các bác. Chọn sẵn ok bao ship. Con B3, con này thì nó giống như con B2 thôi, nhưng mà
Được cái con này thì chế, nói chung là được cái chắn cỏ rin này, màu xanh cùng hợp màu này, đẹp này. Đấy, con này nó là 22cc, chế quan rồ. Tất cả rin, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tay ga này là tay ga giữ nguyên các bác nhé, tay ga giữ nguyên, công tắc rin. Đấy. Cần lắp rin nhân bản, cả hai con đều cần lắp rin, đẹp. Con này giá cũng 1,2 triệu luôn, B3. Con này chắn cỏ rin màu xanh cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy. Các bác sử dụng gia đình thì sử dụng những con này, hoặc là chị em sử dụng thì mua cho chị em sử dụng thì sử dụng những con này cũng rất là ok các bác nhé. Nó được cái bền này, đưa đi đứng và chế con rồ cực kỳ tiết kiệm xăng, vú ngang này. Đó. Tiếp theo là con B4. Con này là con Hitachi. Con này là Hitachi 23cc nhé. 23cc. Con này thì nòng nó 33 ly. Đó, Hitachi là tung đen này. Đó. Bao rin này của nó vẫn còn cực kỳ đẹp nhé. Được tuyệt đối một cái nữa là con này được cái là tay ga bóp một quả này, cực kỳ thích những cái dòng này. Đấy. Nhiều bác cực kỳ ưng cái dòng này. Đấy, tay ga bóp này. Cần lắp rin. Đấy, chắn cỏ thay mới. Con này nó là B4 33 ly. Chế quan rồ, giá 1,3 triệu các bác, còn tình trạng cực kỳ đẹp này. Đấy, đẹp siêu xuất sắc luôn. Đấy. Giá 1,3 triệu. Tiếp theo nữa là con B5. Con này là con Makita. Con này là con 261 Makita nha các bác. Makita nòng 261 này thì siêu khỏe rồi. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Xài chế con rồ có tay đỏ các bác nhé, chế ne đỏ tự động. Đấy, chế bật lên bật xuống này. Đấy, tức con này thì cực kỳ khỏe mà lại tiết kiệm xăng. Các bác sử dụng hàng Makita nhiều rất thích. Con này nó không phải là hàng Makita chùa nhá, cực kỳ khỏe cái dòng này. Đấy. Nó là MM261 cần lắp rin nguyên bản. Chắn cỏ thay mới nhá các bác. Con này tay ga bóp rồi. Đấy. Con này nòng 34 ly. 26cc 261. Còn cực kỳ đẹp nhá các bác, siêu đẹp luôn. Con này thì xài sướng lắm, các bác mà sử dụng gia đình sử dụng con này. Nhiều bác xài hàng Makita rồi thì xài con này, hàng Robin rồi cũng vậy, hàng mít nó y hệt như hàng Robin luôn. Vòng tua cực kỳ nhẹ mà rất là bền, cái lòng nó siêu bền luôn. Chế này, chế ốc vàng khẹt, ốc vàng cực kỳ vàng này. Đó. Con B5 giá 1,7 triệu, 34 ly nha các bác. Tiếp theo nó con B6, con này là con Makita, hàng Makita đời mới nha các bác. Makita đời mới này. Cần lắp này, cực kỳ đẹp luôn. Chắn cỏ rin nha các bác, chắn cỏ này, pin này. Đó. Chắn cỏ nhìn qua là biết chắn cỏ của Makita luôn. Nó lúc nào nó cũng như thế này, nó khá là chắc chắn. À, đầu bầu rất là đẹp. Makita cần nắp còn siêu đẹp luôn. Cùm thì thay mới rồi các bác nhé, cùm cần thay mới. À, cùm và ghi đông thay mới. Còn công tắc rin nhá, công tắc rin này, đấy, được cái công tắc rin này. Trong các quả ba lô nhưng mà con này nắp ở đây siêu đẹp luôn. Con này thì dòng Makita đời mới này thì nói chung là cực kỳ là xài cực kỳ sướng luôn, nổ sướng lắm các bác. Nhiều bác xài sử dụng con rồi. Còn Makita để xuống lắm. Con này còn tình trạng cực kỳ đẹp này. Đấy, Makita 2MM2600U. Con này xài xuống lắm. Nó có chắn bảo vệ bình xăng này. Xài xuống mà lại cực kỳ bền cái dòng này nha các bác. Bữa em nói chung là bác nào xài rồi thì biết, nói chung là còn những bác chưa xài thì thử sử mua xem, rất là bền nhá. Cực kỳ tiết kiệm xăng. Còn B6 giá 1,750,000, nòng 34 ly. Đó. Siêu LED luôn. Tiếp theo nữa là con B7. Con B7 là con Shinawa. Con này Shinawa luôn. Shinawa thì em có hai con Shinawa thôi. Con này nòng 32 ly. Con này là vừa tình trạng siêu đẹp luôn này. Đấy, siêu đẹp luôn, xuất sắc luôn. Con này sử dụng gia đình thì ok các bác nhá. Bao ok luôn. Tay ga bóp này. Đấy. Cần lắp rin nguyên bản. Chắn cỏ rin. Đó. Rin từ A đến Z. Có tay ga bóp là thay mới thôi. Đấy. Con này thì nó là 2201 Shinawa. Bù đi đứng nha các bác, bù đi đứng. Tình trạng vỏ ngoài siêu đẹp luôn, như vỏ thay mới ấy. Nói chung là chế quan rồ này, chế quan rồ. Đấy. Nhìn sơ qua trên này nó có chữ chế quan, có chữ quan rồ ở trên nhé. Đấy. Con này thì nòng 32 ly, 22cc, giá 1,500,000. Đấy. Tình trạng siêu đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn nhé. Con này nổ sướng lắm. Sử dụng gia đình thì phát nữa thì cực kỳ sướng mà ăn tiết kiệm xăng. Con B7. Tiếp theo nữa con B8. Con này là con Shinawa. Con Shinawa này thì tum nhôm nhá các bác. Tum nhôm này. Đấy, tum lớn, tum nhôm này, tum lớn này. Có Eco này. Đấy. Có tem của Eco còn nguyên Shinawa. Cần lắp. Có chắn cỏ thay mới. Cần một chút đầu bò này. Đẹp lắm này. Cái đầu bò này đẹp. Đấy, đầu bò đẹp xuất sắc luôn.
cái ga bóp thay mới. Con này thì nó là 22-23cc. Con này xin đâu qua lớn, nói chung là nhìn nó bên cạnh con này thì nó với con này lớn hơn rất nhiều nhá. Con này thì khá là đẹp, đẹp xuất sắc luôn á. Xài chế con rồ các bác nhá, chế con rồ của Rin của Nhật, tin tự động luôn. Bùi Rin ngang nhá. Con này là B8 34 ly, giá 1.650.000. Con Shinawa lớn. Đấy, bình xăng đẹp lắm này. Đấy, đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Con này nhìn như mới luôn các bác. Đấy, hai con. Con đỏ tươi này khá là đẹp. Con B8 giá 1.650.000. Tiếp theo nữa là con B9, con này là con Echo. Echo có trợ lực các bác, Echo 240. Con này Echo 240 có trợ lực tum lớn này. Echo 240 trợ lực tum lớn và chế rin. Chế này chế rin của nó. Lắp xăng kín các bác nhá, lắp xăng Echo này kín này. Có trợ lực lớn này. Công tắc rin này. Đấy. Cái này thì sử dụng tay ghi đông đơn nhé các bác. Tay ghi đông đơn. Nói chung là bác là sử dụng gia đình thì thực sự con nói chung là con này cực kỳ ok này. Xài sướng. Một cái là cái tay ghi đông đơn, được cái là nó đẹp. Cái thứ hai nữa là nếu ai mà ít dùng ấy, ở thành thị cũng hay là ở ngoài quê cũng sử dụng những con này cực kỳ sướng này. Gặt lúa hay là phát cỏ bờ thì sướng lắm, rất khỏe. Tấn cỏ riêng nha các bác, tấn cỏ riêng của Nhật, đầu bò đẹp lắm. Cần lát đi nguyên bản, cái này nổ cực kỳ phê luôn. Con này là con B9, nòng 34 ly, giá 1.550.000 nhé. 34 ly chế rin. Tiếp theo nữa con này là con này là Echo, cũng là 240 luôn. 240, nhưng mà dòng Echo là Echo 240, nhưng mà nó được cái là nó sử dụng chế One Roll, chế TL 2 kim nha các bác. Chế này thì bao bền, bao sướng luôn, chỗ nào cũng có. Được cái chế này thì xài chỗ nào cũng có này. Đấy. Thì chạm máy nó siêu đẹp luôn. Máy cực kỳ đẹp. Được cái nữa là tay ga bóp nhá. Tay ga bóp dẫn cỏ. Dẫn cỏ rin luôn. Dẫn cỏ rin. Tất cả nguyên bản. Máy tình trạng cực kỳ đẹp. Đấy. Có rất trợ lực. Nổ bao phê con này nhá. Hai con Echo này nổ cực kỳ phê luôn. Giá của nó là 1.600.000, B10, nòng 34 ly, chế TL 2 kim nha các bác. Đấy. Lắp xăng kín, bình xăng mới lắm này. Đấy, bình xăng dưới cũng mới lắm. Đấy, cực kỳ đẹp. Con này nổ cực kỳ sướng. Con B10 giá 1.600.000, nó 34 ly nha các bác. Tiếp theo nữa là Echo, con này Echo 3 con. Con này là con Echo 260, con thứ 3. Con này là tum rời, con này tum lớn. Echo 260, tay cái ghi đông này, hai tay này, hai đơn. Chấn cỏ rin nha các bác, chấn cỏ rin. Đầu bò rin nguyên bản này. Tình trạng máy nó siêu đẹp luôn. Con này nòng 34 ly, 26cc nha các bác. 26cc, con này chế rin nguyên bản của nó, chế rin của dòng Echo. Tình trạng máy còn cực kỳ đẹp. Đó. Con này thì cắt cỏ xuống thì một cái là cắt nó rất là hay vì các bác ở Lâm Đồng hoặc là ở Đắk Nông, Đắk Lắk, những vùng Tây Nguyên sử dụng những con này rất thích này, rất thích sử dụng con này. Đó. Hoặc là vì cắt nó rất khỏe, mới lại ăn ít xăng. Nói chung là xăng thì nó chế độ ăn xăng vừa phải, nhưng mà được cái là nó phát rất là nó bốc. Đó. Con này thì con B11 bằng 34 ly. Giá 1.950.000. Đấy, giật trợ lực lớn nha các bác. Khá tình trạng máy cũng khá là lớn đấy. Con này tình trạng máy khá là lớn. Có giật trợ lực kéo nhẹ, kéo rất là nhẹ này. Cái này đổ xăng một cái là lổ ngay. Giá của nó là 1.950.000 B11. Tiếp theo nữa là con Maru. Tiếp theo là con Maru của B12. Con này là Maru Yama B12. Con này Maru Yama 261 265 nha các bác. Maru Yama 265. Đấy, MB 265 FP. Ôi cái đầu bò siêu đẹp luôn. Đầu bò cực kỳ đẹp nhá. Chấn cỏ rin. Con này mỗi cái là cái tuông của nó thì hơi mờ sơn một chút, còn tình trạng máy thì cực kỳ đẹp. Con này nó khá giống với con Mitsubishi TL 261 và 230, khá là giống. Tình trạng máy nổ rất là nghe tiếng rất là giống nha các bác nhá. Con này thì không có trợ lực, không có trợ lực. Hơi rất là đẹp. Nói chung là những con Maru này thì siêu bền luôn. Ốc còn rất là vàng này. Đấy, tình trạng một là sai chế con rồ. Đấy, 2 kim. Con này thì giá của nó là B12 là giá nó 1.800.000, nó 34 ly. Những ai thích dùng dòng Maru nói chung là dùng rồi đã biết. Nói chung là rất là bền. Bền mà nó rất khỏe. Nó 34 ly này. Tiếp theo nữa là đến một con siêu khủng. Bữa trước là em lên con B12 thì các bác rất thích con B12. Bữa nay thì em lên tiếp một con B13. B13 thì nhìn nó, con này có trước là con đỏ tươi, nhưng hôm nay con này con đỏ thẫm, nhưng mà tình trạng nó đẹp thì
ngang, nói chung là ngang nửa ngang nhau đấy, 19 1 10 nha các bác. À, tôm này tình trạng máy còn siêu đẹp luôn, em sẽ quay chi tiết con này luôn, cực kỳ đẹp. Đầu bò này đấy, chấn cỏ thay mới nhá, chấn cỏ thay đời mới, nói chung là chấn cỏ nhìn khá là chất lượng từ A đến Z luôn, cần láp này như mới luôn, cần như cần thay mà cần mới này. Tay ga rin đấy, công tắc rin luôn các bác nhé, con này thì pin nguyên bản từ A đến Z luôn đấy, máy khá là đẹp. Con B13 này cực kỳ chất lượng đấy. Con này nó có giật chịu lực nửa nha các bác, JC261D. Con này là Maru, dòng Maru đời mới này, chấn cỏ ui cái bình xăng nó này như mới luôn, như quên dùng luôn. Nó xả chế con rồ rin nha các bác, chế con rồ tất cả rin nguyên bản, máy này siêu đẹp. 261 con lòng 34 ly B13 giá 2,1 triệu nha các bác. À chút cái này cực kỳ xài cực kỳ sướng rồi, sướng lắm. Tiếp theo nữa là con khủng lồ, con khủng này thì lòng 37 ly, con này con G3K bình xăng dưới. Trước thì các bác cũng nhiều bác cũng rất là thích dùng dòng bình xăng, nói chung là dùng lớn, nhưng mà bây giờ em lấy về hàng, nói chung là em nhập thì đa số là hàng bình xăng lớn, nhưng mà nói chung là máy lớn nhưng mà bình xăng dưới, vì nhiều bác không thích dòng bằng bình xăng trên vì nó khá cồng kềnh với lại ăn rất là nhiều xăng đấy. Giờ em nhập cái hàng lòng lớn này nhưng mà nó lại được cái bình xăng dưới lòng lớn tum này, tum rất to, còn lại tình trạng này cực kỳ đẹp luôn đấy, siêu đẹp. Chấn cỏ rin nguyên bản, à chấn cỏ này thay mới rồi. Đầu bò này, đầu bò rin nguyên bản cực kỳ đẹp luôn, cần nắp rin nha các bác. Đó. Tình trạng máy siêu đẹp luôn, con này lòng lớn, con G3K bị xăng dưới, con này là con khủng và khủng luôn. Các bác size rất thích, nói chung là nhiều bác rất thích dòng Komatsu này, nó khá là bền mà lại rất là nhạy nổ và rất là bền. Nói chung là nhiều con theo thời gian thì nó sẽ khó lổ, nhưng mà con này thì theo thời gian nó rất là dễ lổ, lúc nào nó cũng dễ lổ nha các bác. Dòng Komatsu này đấy, đi nguyên bản nha các bác, con này cực kỳ đẹp đấy, đi nguyên bản luôn, đẹp không, quá đẹp các bác. Con B14 giá nó là lòng 36-37 ly, giá 3,1 triệu nha các bác. Tiếp theo nữa là con B15, con này là con Ryobi, cưa Ryobi nha các bác, cưa xích, thì trạng máy là siêu đẹp luôn. Con đấy thì lòng 39 ly 2,8 triệu, con này là 31cc nha các bác. Cần nó xài lam 40 này, lam 40 xích chuột, xích khá là mới này đó, làm khá là đẹp, tình trạng máy thì đẹp trên 95% đó, hai con khá là chất lượng đó. Con số 13 và con số 14, số 14 và số 15 nha các bác, 39 đi giá 2,8 đó, khá là chất lượng. Rồi video em xin tới đây thôi, nói chung là lô hôm nay thì em nên khá là vừa tầm, nói chung là các bác nào ưng ý cây nào thì inbox trực tiếp Zalo cho em nhé. Zalo của em là 0963236273 hoặc cái điện thoại trực tiếp alo em alo 0947594678. Đó. Video em cũng tới đây thôi. Nói chung là em xin cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em anh em nhé. Cảm ơn các bác.